Kính bạch thầy, trước khi tham gia các khóa thiền Vipassana có cần chuẩn bị gì không? Bởi con chưa từng thực sự thiền định mà chỉ tham khảo qua hướng dẫn trực tuyến. Cái này đó, quý vị chỉ cần chuẩn bị những cái vật dụng cá nhân thôi nha. Đó, cá nhân quý vị xài cái gì đó, rồi nam nữ thì nó có khác nhau, rồi mình xài những cái vật dụng cá nhân thì mình chuẩn bị theo. Ngoài ra thì các khóa thiền cũng có lưu ý những cái vật dụng mình cần đem theo đó. Ví dụ như y phục thì chuẩn bị như thế nào, thoải mái, rồi không có xinh đẹp, rồi không có màu mè, không có sặc sỡ, không phải là đồ bó, không phải là đồ ngắn, ví dụ như vậy. Rồi ngoài ra thì còn một số điều lưu ý như là không có đem những vật quý giá. Như là hôm bữa sư nghe thì có một cái cô tu nữ á, cổ chia sẻ kinh nghiệm là từng có người đó đi tham gia khóa thiền mà đem một cái cọc tiền như vậy nè. Mà một cọc tiền như vậy á, xin thưa với quý vị, 1 tỷ có một cọc như đây hả? Đó, họ đem một cái cọc tiền như vậy, họ đem theo và họ gửi, kêu nhà chùa gửi, xin thưa nhà chùa nào dám nhận. Tại vì á, thứ nhất là mình nhận vô á, thì lỡ tới hồi lấy ra họ nói ở trong đó có 100 triệu tiền giả đó. Có phải chết không? Đó. Rồi đó là chưa kể là tài sản là thất thoát. Cho nên là tiền nếu như mà mình chuẩn bị để mà mình cúng dường á, thì ở các cái khóa thiền thường sẽ có số tài khoản đó, rồi mình có thể mình chuyển khoản qua đó cho nó gọn, hoặc là mình đã cúng dường thì mình cúng dường luôn. Chứ còn mà mình đem một cái đống, những cái gọi là một cái đống tiền lớn đi theo để mà hành thiền thì đó là chuyện không cần thiết. Tuy nhiên nếu quý vị cần thấy là mình cần có thủ sẵn một vài trăm ngàn thôi, một vài trăm ngàn để cần mua mấy cái lặt vặt linh tinh thì cũng có thể. Rồi những cái vật quý giá, ví dụ như trang sức, phải bỏ ở nhà. Sư nói chỉ riêng cái chuyện quý vị hành thiền giữ 8 giới thôi, thì trong 8 giới đó đã có cái giới là không đeo trang sức. Thì khi mình thọ là tự nhiên là mình phải gỡ hết trang sức ra. Thì như vậy mình đem theo để làm cái gì? Đem theo để rồi phải gỡ ra, và gỡ ra rồi đó là phải cất nữa. Cho nên tốt nhất là để hết ở nhà ha. Rồi ví dụ như điện thoại cũng vậy, mình tốt nhất là mình tắt luôn chế độ báo thức đó, rồi sau đó tắt nguồn, gửi ban tổ chức. Ngoài đó là cái sự chuẩn bị về vật dụng đó. Rồi còn công việc á, thì mình phải thu xếp công việc, những cái công việc gia đình, rồi công việc làm ăn mình phải thu xếp hết, chứ không có lý do gì á, là mình tới hồi mình hành thiền là mình còn lo những cái project, mình còn lo những cái phận sự, cái đó không được. Toàn bộ những cái công việc, những cái phận sự là mình phải chuẩn bị xong hết rồi, hoàn tất hết rồi, để mình nhẹ gánh thì khi đó mình mới hành thiền được. Đó. Thì đó là những cái cần phải chuẩn bị thôi. Còn sư nói là tốt nhất quý vị không có kinh nghiệm gì trong việc hành thiền thì các vị thiền sư thì các vị thiền sư á sẽ dễ hướng dẫn hơn nha. Chứ còn mà mình có kinh nghiệm rồi đó, sư xin thưa là có nhiều khi nó lại là cái trở ngại, bởi vì mình sẽ quen, gọi là người quen đường cũ, nó lại sẽ càng trở ngại hơn. Cho nên là không có kinh nghiệm thì cứ bình thường đó, rồi tới thì các vị thiền sư, các vị đó sẽ hướng dẫn quý vị. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.